Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm. Và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Mở đầu phần 3 là những bản tin về vụ tai nạn máy bay, việc xảy ra vì cái bánh mì xúc xích hai trứng nhiều hành cãi lời bố cùng Nemo ra sông Tô Lịch chơi với khỉ. Dù sao thì 167 người đã thiệt mạng, nhiều mảnh vỡ rơi xuống gây ra tổn thất cho ngành bất động sản, trách nhiệm thuộc hoàn toàn về bộ phận kiểm soát không lưu, cụ thể là bố của Jen, người đã nghỉ việc 5 tuần sau khi con gái qua đời. Wow, lúc này vẫn đang ngồi tâm sự với cái bể bơi, đốt diêm hơi chán thì ông đem tiền ra đốt thử. Ôi cháy thật này. Giữa chừng thì Wow nghĩ lại và cứu lấy đống tiền, may là vớt kịp thì sau đó Hanh tới để giúp ông dọn đồ. Dù không đem đào hay là mai thúy mà là gần 1 triệu đô về nhà thì Skyler vẫn đuổi Walt đi. Walter con thì chả biết cái chó gì đang diễn ra, nhưng mà cậu có vẻ theo phe bố, thậm chí là chửi cả mẹ rồi nhờ Walt đưa mình tới trường. Tại trường thì có tổ chức một buổi điều trị tâm lý tập thể cho học sinh phụ huynh. Walt lên phát biểu, vì người ta gặp tai nạn đầy ra lo cái gì, chúng ta phải tích cực lên. Ok được rồi, với mỗi cái giấy báo tử thì tôi sẽ giảm 2 điểm qua môn được chưa? Skyler sau đó tìm tới nơi ở của Walt hiện tại để đưa cho ông xem giấy ly hôn. Hóa ra là Skyler đã biết Walt là một thằng chế mai thúy. Hoặc là đoán, tôi không biết nữa, lưỡi bà này làm tôi mất tập trung. Walt đành phải thừa nhận, ông xin bà ngồi xuống để mình có cơ hội giải thích. Skyler có cái lời chịu nghe. Bà hứa sẽ không tiết lộ vụ này với ai, chỉ cần Walt đồng ý ly dị và tránh xa ba mẹ con. Walt dính luôn câm lặng, ông tới đón Jesse bằng con xe bị mấy mảnh máy bay rơi trúng. Ở đây thì họ giúp Jesse cai nghiện và chấp nhận bản thân chứ đích phải là hit and run. Jesse biết mình phải đối mặt với những chuyện đã làm, cậu là một phần nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn máy bay. Cậu chấp nhận mình là người xấu, nhưng mà Walt thì chỉ chấp nhận là người xấu part time. Ông tới để nói với Gus rằng mình không điều chế nữa, nhưng mà doanh nhân thì luôn có cách để níu kéo mối quan hệ hợp tác. Gus ra giá 3 triệu đô cho 3 tháng của Walt, tức là bằng khoảng 5% lương của top 1 OnlyFans hiện tại đấy. Cơ mà vấn đề là số tiền trước đó kiếm được của Walt thì còn chưa biết xả vào đâu. Thứ ông quan tâm là gia đình, vậy nên ông từ chối mà không hề biết rằng anh em họ của Tuco đang tìm tới mình. Tôi gọi hai anh này là anh Chuyên và anh Nghiệp đi. Vài ngày sau, Walt bị cảnh sát bắt dừng xe khi đang đi làm. Anh ta ghi cho Walt cái giấy phạt do kính chắn gió không trong tình trạng an toàn để lái. Giáo viên hóa ngày nào đã không còn hiền như xưa, ông phản ứng gay gắt, bị xịt hơi cay và bế lên đồn, phải gọi ông em đến giúp bảo lãnh. Chú Sáu sau đó tới gặp Walt, chẳng biết là do Gus đánh tiếng hay là giá như minh tăng, chú Sáu cố thuyết phục Walt tiếp tục nấu, được Walt kể cho nghe về tình trạng hôn nhân. Chú Sáu thì hơi lo về Skyler, bèn gọi cho Doraemon tới để cài máy nghe lén vào nhà Walt. Nhà cũ, Jesse cũng về nhà cũ, biết bố mẹ đang sửa sang lại để bán, cậu tới gặp chú Sáu để lấy tiền, đồng thời offer một công việc để chú Sáu bớt lảm nhảm về Walt. Công việc đó là gì? Đó là mua lại căn nhà bố mẹ Jesse giao bán. Chú Sáu tới gặp luật sư và bố mẹ của Jesse với tư cách là đại diện của cá nóc ẩn danh. Nhưng mua bán quan trọng nhất tất nhiên là giá cả rồi. Bố mẹ Jesse muốn giá 875.000 đô, chú Sáu cắt phát mất hơn nửa, còn đúng 400.000. Mấy người ngồi đấy nghe thật cả mình. Bán nhà chứ có phải miếng bá chỉ đâu mà thích cắt là cắt. Ba người đang định bỏ đi thì chú Sáu nhắc về cái hầm chứa lô ly từng dùng để nấu mai thúy. Hai vợ chồng đang thông tin bán nhà mà không nhắc gì tới nó thì đâm đơn kiện, đủ biến đây thành một vụ án hình sự luôn. Mà thế thì chắc chắn là không ai muốn mua rồi. Thế là thôi, chốt 400.000, luật sư Diff. Cùng lúc đó hai anh em chuyên nghiệp và viện dưỡng lão tìm chú của Tuco, dùng bàn cầu cơ để giao tiếp và lấy được cái tên Walter White. Skyler lúc này thì đang bận trốn thuế cùng Ted. Việc này đã xảy ra từ phần trước rồi nhưng mà giờ tôi mới kể cho nó có phép tương phản. Skyler hỏi Ted là nếu đám con anh biết chuyện thì như nào. Ted bảo là mình chỉ hát rồi vì gia đình thôi, tức là nói y hệt Walt ấy, nhưng mà không bị Skyler chỉ vào mặt. Walt lúc này đang phải tâm sự với con trai do cậu tự ý nhờ bạn đưa tới chỗ của ông. Ông nhắc cậu nhớ dù chuyện gì xảy ra thì cả ông và Skyler sẽ luôn đặt cậu và đứa em gái lên hàng đầu. Walt sau đó chở con trai về nhà, đem theo cả pizza và một nụ cười thật tươi, nhưng mà vẫn không được cho vào. Ông quăng luôn cái bánh lên nóc nhà để làm meme, rồi lên xe về múc bang bỏng ngô tới nỗi ngất luôn trên sàn. Tới khi tỉnh dậy thì Skyler lại gọi, bảo là ông giữ khoảng cách như một thằng AD ngu. Hãm lờ thì cũng phải có mức độ đấy chứ. Gạch chéo mu tê ôn. Ông nói Skyler không nghe thì bà nói ông cũng dí bòi nghe nữa. Walt quyết tâm đem tiền và quần áo phi phi về nhà. Doraemon lúc này vừa mới cài mấy cái máy nghe lén xong, chưa kịp rời đi thì thấy hai anh em chuyên nghiệp đã tới trước cửa nhà Walt. Chúng lôi ra cây rìu. Doraemon vội đánh tiếng cho sếp, chính là Gus. Trong lúc đó thì chuyên nghiệp vào nhà tham quan một vòng, tử tế đến nỗi là chờ Walt tắm.
Nhận được tin nhắn của Gus thì chúng rời đi. Walt thoát được một mạng. Skyler trở về nhà và tất nhiên là không vui, dọa gọi cảnh sát tới bắt Walt. Nhưng mà bố mày lại sợ mày quá. Walt chả quan tâm gì nữa. Skyler có nói hết với cảnh sát cũng được, ông chỉ quan tâm tới gia đình. Trước khi cảnh sát tới thì Walt và con đã về. Hai bố con rủ nhau ăn bánh mì phô mai chấm mắm tôm. Mấy anh cán bộ cũng tới. Skyler muốn họ lôi Walt ra khỏi nhà. Cơ mà trên giấy tờ thì hai người vẫn là vợ chồng, nhà đứng tên cả hai. Walt chưa từng tương tác với vợ. Skyler thì không dám nói vụ chế Mai Thúy. Walt và con thậm chí còn bảo vệ bố. Tình huống này chúng tôi xin chịu thôi bà Skyler. Đây là voucher quán massage của vợ tôi nếu bà cần. Về phía Jesse thì bố mẹ cậu cũng đã biết cậu là người mua căn nhà, nhưng mà Jesse cũng không quan tâm lắm. Chú Sáu gọi cậu cũng chả thèm nghe. Làm ông phải tới tận nơi bảo cậu cố gạo Walt tiếp tục nấu Mai Thúy. Nhắc tới Mai Thúy thì Gus phải tiếp đón một lão trông giống bố của Vector trong Kẻ Cắp Mặt Trăng, nên là tôi sẽ gọi ông này là Vector. Vector làm việc ở bên kia biên giới và tới đây vì Gus đã cản người của ông thủ tiêu Heisenberg. Thông tin ngoài lề một chút thì chính cái lão này đã cử anh em chuyên nghiệp tới chặt đầu quy lão, và giờ thì lão muốn chặt quy đầu Walt vì ông ta liên quan tới việc Tuco bị bắn. Gus chém gió rằng mình vẫn đang làm ăn với Walt và cần ông ta sống. Vector kéo Gus ra ngoài nói chuyện riêng, khuyên Gus là làm gì thì làm nhanh lên tại vì chuyện trả thù này khá căng và hai anh em trong kia thì không thích xem phim của Adam Sandler. Ở bên đây thì Skyler chạy tới than với luật sư của mình, tin vào cái đặc quyền luật sư thân chủ nên kể ra việc chồng mình chế Mai Thúy. Như vậy là chỉ cần một đơn kiện là dễ dàng ly dị. Cơ mà Skyler không muốn con trai biết bố nó là tội phạm. Bà nghĩ rằng với căn bệnh của Walt thì ông sẽ tự đi. Thực ra là điều đấy chính Walt cũng biết. Ông lấy túi tiền ra đem cho Skyler xem, xin bà chấp nhận số tiền này để chăm lo cho các con. Walt bảo là sẽ ở đây đợi Skyler đưa ra câu trả lời. Và câu trả lời của Skyler là em đã test. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Walt tới công ty tìm Ted, nhìn thấy con mồi lấp ló ở rèm cửa. Walt xông đến tặng cho cánh cửa cái chậu hoa, bị bảo vệ tống ra ngoài, xong rồi bị Doraemon kéo tới chỗ chú Sáu. Walt nhận ra là có cái gì đấy sai sai, thế quái nào chú Sáu lại biết ông đến đấy. Walt bắt Doraemon về nhà mình gỡ máy nghe lén. Doraemon cũng nhận ra hai tên chuyên nghiệp đã đánh dấu nhà Walt và báo với Gus. Dù là hình lưỡi hái chứ không phải là cái sảng, Gus vẫn chửi hai thằng kia là súc vật. Hank thì vừa được gọi ra biên giới đi làm lại và lại bắt đầu cư xử lạ lùng, ví dụ như là đi đánh lộn. Tóm lại là vẫn không ngăn được việc thuyên chuyển. Chưa kịp đi thì nhận thông tin là đống kẹo Bạc Hà đã xuất hiện trở lại. Hank không thèm check tin nhắn của sếp để đi điều tra, đúng chất luôn. Trước đó Jesse đã tự nấu, rồi trong lúc đi mua sờ tinh mà thiếu tiền, Jesse đưa cho cô Thu Ngân một túi hàng. Cô ta hỏi thứ này ngon như nào, Jesse đánh giá là cực phê, tận 2 lần. Sau đấy Jesse tới trường gặp Walt, người vừa bị đuổi việc do cố đút lưỡi vào mồm hiệu trưởng vì lý do gì đó. Chuyện là Jesse muốn Walt giới thiệu mình với Gus. Jesse lôi ra túi kẹo với vẻ khá tự hào vì đã nghe lời Walt và chế được một mẻ chất lượng cao. Nhưng mà Walt không phải là gusto để mà ai cũng có thể nấu. Lão chửi Jesse vì dùng công thức của mình, đồng thời bảo sẽ không cho cậu cách liên lạc tại vì không muốn chế phẩm của mình mang tiếng kém chất lượng. Thế là lại cãi nhau. Jesse đem hàng tới cho chú Sáu xem và hỏi cách liên lạc với Gus. Doraemon sau đó trực tiếp tới gặp sếp. Gus đáng ra có thể báo cho Walt rằng không làm ăn với mình thì sẽ không bảo vệ ông khỏi đám kia. Cơ mà đấy không phải là cách làm của doanh nhân. Nghe Doraemon bảo Jesse đang muốn bán hàng thì Gus có một ý tưởng, đó là làm ăn với Jesse nhưng mà chỉ đưa cho cậu nửa số tiền, nửa còn lại thì ném cho Walt coi như là credit. Jesse chắc chắn không ổn với cái việc này, và tệ hơn là Hank từ chối cả việc ra biên giới để theo vụ kẹo Bạc Hà. Nói cho chúng tôi biết từ đâu anh có thứ này. Tôi không nhớ. Cố nhớ đi. Cậu trông không giống người vừa đi concert Taylor Swift về. À tôi nhớ người đó tên là Mẹo. Mong dốc cảnh sát ăn đạn đi củ. Thế thì tôi không có gì để nói. Dù có mỗi tí thông tin mà còn chả biết đúng hay không thì Hank vẫn mò được tới tiệm tạp hóa mà Jesse thanh toán bằng đớ. Giỏi vãi trưởng. Nếu mà giỏi hơn nữa thì chắc chắn Hank sẽ biết ra Fastcare để sửa mấy cái điện thoại của mình nếu bị hỏng. Tại vì Fastcare là hệ thống sửa chữa điện thoại máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ đội ngũ chuyên môn kỹ thuật cao. Cha hỏi cô Thu Ngân mà không thu được gì. Sau đó thì qua camera gắn trên cây ATM, Hank đã phát hiện chiếc RV của Jesse và khoanh vùng được đối tượng. Hank rủ khệnh đi kiểm tra từng chiếc xe một. Thế anh đồng nghiệp có vẻ không hứng thú với vụ này. Hank bảo là ai sợ thì đi về. Mà khệnh về thật, nhưng mà không phải vì sợ mà do đã được bổ nhiệm thay Hank. Mary muốn Hank tâm sự lắm cơ mà Hank cứ nổi đóa. Sau đấy thì phải trông con cho Skyler đi với Jai. Ôi gia đình bất ổn vãi trưởng. Walt lúc này thì tới gặp Gus để nói về việc ông làm ăn với Jesse. Sau một hồi cố thể hiện mình không ego cao mà chỉ respect hóa học thì Walt được Gus dẫn tới một xưởng giặt, nhưng mà chỉ là bình phong cho một phòng nấu Mai Thúy với đầy đủ thiết bị tiên tiến. Respect hóa học hơn cả trường của Walt. Nhìn kích cỡ mấy cái bình phản ứng làm Walt tí suất. Ở đây thì hóa chất được đưa đến một cách đều đặn, nhân viên thì kín tiếng, khí độc thoát ra cũng được lọc sạch. Hơn nữa là Walt chỉ cần đảm bảo hạn mức 200 pound một tuần chứ không cố định giờ làm. Nhận thấy Walt đã hơi lung lay, Gus tung một đòn chí mạng, bảo rằng một người đàn ông sẽ chu cấp cho gia đình, kể cả khi không được mua PS5.
hoặc là yêu quý. Walt về nhà ký giấy ly hôn. Vấn đề là số tiền chu cấp, Skyler muốn từ chối vì sợ thành đồng phạm. Nhưng mà tiền điện 6 tháng qua chui ở đâu ra thì giờ Walt mới nhắc cho bà biết. Sau đó thì ông tới gặp chú Sáu, Jesse cũng đang ở đây. Walt trả cho Jesse số tiền của pao kẹo cậu bán cho Gus, nhưng mà cũng nói ra việc Gus chỉ lợi dụng cậu để tiếp cận ông. Nói cách khác là Captain Cook giờ cúc hẳn. Chú Sáu thì vẫn xung phong rửa tiền hộ Walt. Walt nhập mã là không làm thì biến và được giảm từ 17 xuống 5%. Jesse cũng vẫn muốn theo nghiệp chế mai thúy. Dù Ke và Mon đều khá rén, nhưng mà Jesse bảo là từ giờ cả bọn sẽ ngừng freestyle mà bán an toàn. Mon sẽ sửa cái xe, Ke lo phần nguồn cung, hàng sẽ do Jesse nấu. Mọi thứ trông có vẻ ổn ổn, trừ việc là Hanh đang theo dõi Jesse. Walt cũng ổn, cơ mà là ổn loi lia, tại vì hai anh chuyên nghiệp cứ đến quán gà của Gus ngồi. Walt tới xưởng giặt làm việc. Phụ tá của ông tại đây là Gale. Gale có bằng thạc sĩ chuyên ngành tinh thể X-quang, trông giống một người thích nhạc jazz, đọc truyện Stephen King và có một cái đồng hồ báo thức chạy bằng khoai tây. Xong rồi có thêm một cái máy pha cà phê mà YouTube nhận dạng là máy chế mai thúy nên là không được lên hình nữa. Thử một ngụm cà phê, hai người nhìn nhau đắm đuối. Walt dặn Gale mai mang chút mì ý theo. Kết thúc ngày đi làm đầu tiên, Walt hỏi Gale, đồng thời cũng tự vấn bản thân tại sao cuối cùng lại làm công việc này. Và rồi Walt nhận ra là Gale cũng như mình, thứ mai thúy duy nhất mà hai người chơi là hóa học. Hai con người yêu phòng thí nghiệm tâm sự với nhau nhiều điều. Gale còn đọc thơ của Walt Whitman cho Walt nghe, làm ông phải sắm một quyển về đọc thử. Bỗng ông được Hanh gọi tới để hỏi về chiếc RV của Jesse. Walt từng mua hàng của cậu ta nên là cũng có thể ông biết gì đó. Walt gọi cho Jesse nhưng mà chắc sợ thanh niên quá đần để xử lý nên là quay sang gọi cho chú Sáu. Chú Sáu cũng đã biết cách xử lý. Có lẽ là lần sau Walt nên sắm vài cái nút tự hủy. Thực ra là Walt cũng có sẵn một cái nút tự hủy, nó tên là Jesse. Khi mà Walt tới cái bãi xe chứa chiếc RV thì anh họ của Mon vừa sửa nó xong, nhanh chóng và an tâm như cách mà Fastcare sửa điện thoại vậy. Sau một hồi thảo luận, Walt nhắc tới DEA khiến anh họ Mon sợ quá đành phải giúp Walt tìm cách tiêu hủy chiếc xe. Ông bảo mình biết một lão tên là Wally, ông này sẽ giúp làm chiếc xe biến mất mà không hỏi han gì. Cơ mà Mon vẫn đang ở đây, cậu đánh tiếng cho Jesse. Jesse nghe xong liền phóng xe tới bãi phế liệu, bảo với Walt chiếc RV là của chung. Tôi sẽ không nhắc lại việc Jesse cầm $7,000 đi phá đò. Hanh đã tìm tới nơi và ra sức phá cửa. Trong lúc hai thầy trò chưa biết phải làm gì thì Wally xuất hiện và cãi tay đôi với Hanh, đòi lệnh khám. Hai người tạm câu được chút thời gian. Vuốt đầu một chút thì Walt cũng có ý tưởng. Walt gọi cho chú Sáu. Chú Sáu nhờ người gọi cho Hanh báo tin là vợ ông vừa gặp tai nạn. Hanh rời ngay tới bệnh viện và nhận ra tin không chuẩn. Con xe RV thì tất nhiên đã bị phá hủy. Ở quán gà, thấy hai anh em chuyên nghiệp cứ đến ăn vạ. Với tư cách là ông trùm của thành phố, Gus cho phép hai thằng trả thù một đặc vụ DEA. Chính là Hanh, người đã trực tiếp găm đạn vào đầu Tuco. Hanh hiện thì không kiềm chế được cơn giận mà mò tới nhà của Jesse, đấm cho cậu bất tỉnh lần thứ nờ. Không hiểu bằng cách nào mà cậu lại biết số và tên của vợ ông. Jesse nhập viện, Walt tới thăm và cảm thấy có lỗi phết. Walt muốn Jesse bỏ qua nhưng mà cậu đích phải game gacha. Vừa mất con xe lại vừa bị ăn đấm, cậu bảo mình sẽ ám ảnh Hanh. Ngay cả lúc anh ta đang ăn sáng, uống cà phê, ngồi nhà vệ sinh hay làm tình với vợ, cậu sẽ ở đó và đòi tiền trợ cấp. Nghe kỳ phết. Nhưng mà tóm lại là Jesse sẽ không tha cho Hanh lần này. Cậu sẽ ra ngoài và kiếm một con xe và tiếp tục điều chế. Và nếu bị bắt, mà tốt nhất là đừng để cậu bị bắt, không thì cậu sẽ khai ra Walt. Trong lúc Walt khó xử thì Hanh đang phải đối mặt với các luật sư. Việc Hanh kể mọi tình tiết không chút giấu giếm và máu của Jesse cho thấy cậu không nghiện, đang chống lại Hanh. Skyler biết chuyện, đến chỗ ở của Walt, bảo ông là cố nói gì với Jesse đi, trong khi còn chả biết hai người có quan hệ như thế nào. Ừ thì đúng là hai người có từng đứng đái chung, nhưng mà Skyler nhắc Walt phải nghĩ tới gia đình. Vâng, chắc em cũng làm vậy lúc test. Walt đếch muốn nói nữa, đuổi Skyler về để còn đi làm. Tại xưởng thì Gale đã chuẩn bị mọi thứ trước khi Walt đến, nhưng mà Walt vẫn tìm cách để đổ cho Gale làm hỏng việc. Nghe này Gale, vấn đề không phải nằm ở anh mà là ở tôi. Anh rất giỏi, nhưng mà cách làm của chúng ta khác nhau. Nghe này Gus, nhân viên của ông làm ăn như cứt. Walt đề nghị thay thế vị trí của Jesse vào chỗ Gale. Sắp xếp xong xuôi, ông phải tới dỗ dành Jesse. Hạ cái tôi xuống mà bảo sản phẩm cậu làm ra chất lượng giống y hệt của mình. Thế là Jesse chấp nhận sẽ làm việc cùng Walt và nhận lấy $1.5 triệu, đồng thời sẽ không khởi kiện Hanh nữa. Cơ mà Hanh vẫn bị tịch thu súng và phù hiệu. Nghe được tin vui, Hanh đang định mua hoa về nhà tặng vợ thì có người gọi tới báo là có kẻ muốn ám sát ông. Hanh ngó nghiêng xung quanh và nhìn thấy anh em chuyên nghiệp. Một tên đứng sau xe cầm súng bắn trúng một viên nhưng bị Hanh lùi xe vào người, đánh rơi khẩu súng vào trong xe. Một tên khác tới từ cánh trái, Hanh kịp rút khẩu súng chạy ra ngoài, thành công vòng ra sau bắn vài viên. Đen thay là tên kia có giáp 2, hắn bắn trả khiến Hanh bị nóc. Sợ dùng súng thì không đủ điểm phong cách, thanh niên kia quay lại xe lấy cây dìu. Nào ngờ quay trở lại thì Hanh móc đâu ra viên đạn và cho một phát headshot luôn. Jesse đang cưỡi xe lăn rời khỏi bệnh viện thì thấy Hanh được đưa đi cấp cứu, đem tâm trạng phấn khởi tới xưởng giặt. Chỉ còn vài ngày nữa là tới hạn giao 200 pound tiếp theo. Cơ mà Walt nghe tin tức về Hanh qua mồm của Jesse, lập tức bỏ tới bệnh viện. Cả nhà cũng đã tới. Hanh bị phục kích bởi hai tên và bị bắn 4 phát. Một tên đã bị tiêu diệt, còn một tên trong tình trạng nguy kịch. Mary đổ cho
đi EA vì tịch thu súng của Hanh, xong đổ tội cho Walt vì Walt mua hàng của Jesse, trong khi tập trước chính bạn này khuyên Hanh hỏi Walt về Jesse. Cơ mà nói chung là sau đó thì gia đình vẫn ổn. Vetter gọi cho Gus để nói về việc người của mình một thằng dưới mồ, một thằng trong bệnh viện. Gus bảo là gì ai biết đâu. Nhưng mà nếu để người của Vetter tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ rõ. Cùng lúc đó, đồng nghiệp của Hanh dẫn Walt đi xem cái thằng bắn em rể ông. Tôi cũng không biết đây là ông nào, nhưng mà tóm lại là không còn chuyên nghiệp nữa. Tên kia dù cụt chân nhưng mà khi nhìn thấy Walt vẫn bất chấp lết về phía cánh cửa. Việc Walt cứ ở viện mà không tới xưởng điều chế đã bị để ý, mà mai là deadline rồi. Walt đành phải nói với Gus tất cả là tại cái thằng đồng hồ khoai tây kia làm hỏng việc và hứa tuần sau sẽ giao 400 pound. Gus biết hết nhưng mà Sigma Male nói ít làm nhiều. Ông đem đồ tới chiêu đãi cả đội DEA trước sự ngỡ ngàng của Walt. Walt tự hiểu đây là một thông điệp, Walt cũng lo cho gia đình của mình, nhưng mà Gus bảo mọi thứ sẽ ổn. Ngay sau đó tên cụt chân bị phát hiện là đã cúc, kẻ ra tay là Doraemon. Vetter chả nói giảm nói tránh nữa, đổ luôn cho Gus là kẻ đứng sau mọi chuyện, hứa mình sẽ cùng anh em tới thăm Gus. Nào ngờ hắn bị đội đặc nhiệm tới thăm trước, Vetter cúc nốt, Walt lại có thể yên tâm điều chế. Nhưng mà giờ đến lượt ông tướng Jesse phàn nàn về việc chế 200 pound mỗi tuần mà được 1,5 triệu là quá ít. Số dư đảng phí là gì? Em biết. Chi phí cố định là gì? Em không biết. Thế thì ngậm mồm. Walt rời xưởng tới bệnh viện thăm em rể. Cộng sự của Hanh cũng tới, mang theo tin không biết là vui hay buồn là đống kẹo bạc hà đã quay trở lại. Nhưng mà giờ thì là tin tệ hơn này. Việc tập vật lý trị liệu có thể khiến Hanh đi lại hay không khá là khó nói. Mary muốn cho Hanh những bác sĩ giỏi nhất, kể cả họ không có trong bảo hiểm. Ở bên này chú Sáu đang giải thích về việc sửa tiền cho Jesse trong tiệm rửa chân. Chỉ tốn 312.000 đô là cậu sẽ sở hữu cái tiệm này và có thể nộp thuế. Bán đớ thì dễ chứ không nộp thuế trên cái đất này là khá rắc rối đấy. Jesse nghe chưa xuôi lắm, lại còn nghe chú Sáu đòi 17%, 5% thì chỉ là giá riêng cho Walt thôi. Thế là Jesse dỗi bỏ đi. Walt thì tới gặp mặt Gus. Ông biết Gus là kẻ khiến hai tên kia tới tìm Hanh, đồng thời cũng là người gọi điện cảnh báo. Rốt cuộc thì cũng là để bảo vệ Walt và thực hiện một mục đích khác là độc chiếm đường dây buôn bán ở cả hai bên biên giới. Walt thông cảm với điều đó. Giờ thì tình thế đã thay đổi. Walt muốn sự an toàn cho gia đình và cũng đạt được một thỏa thuận mới, 15 triệu đô cho một năm, unlimited. Chắc là Walt cũng không bàn chuyện này với Jesse đâu, tại vì cậu còn đang bận đến mấy buổi điều trị tâm lý. Cậu đã thoá một chút hàng từ phòng thí nghiệm đem đến đây, rủ cả Ke và Mon tới để người tung kẻ hứng PR về đống kẹo bạc hà, cơ mà vẫn không bán được, tại vì ở đây toàn kiểu người tích cực muốn cai nghiện. Sau khi bị Mary bắt gặp dẫn tình nhân về nhà, bà bảo với Mary vợ chồng mình có đủ tiền để lo chi phí điều trị của Hanh. Tất cả là vì Walt đã đánh bạc bằng cách sử dụng xác suất thống kê. Nói chung là Walt từ ông nấu mai thúy không ai biết giờ thành thằng nghiện cầm tiền tiết kiệm của nhà đi đánh bạc và suýt thì 44. Walt cay không? Có. Walt có thể nói gì khác không? Skyler không cho. Walt bảo là số tiền mình kiếm được đã lên tới mức 7 con số, đủ tiền để trả chi phí điều trị cho Hanh nếu mà Mary chịu giữ bí mật. Vì sao phải bí mật? Thuế. Skyler bắt Walt phải chịu trách nhiệm với Hanh vì bà tin và sẽ méo để ai khác thuyết phục mình rằng Hanh ở đây không phải lỗi của Walt. Skyler đã tự ý lôi Walt vào rồi, xong rồi chất vấn xem là thiên tài vừa kiếm được 1 triệu đô xử lý thuế như thế nào. Nó như kiểu có thằng bảo bạn cho chép bài xong hỏi làm đúng không ấy, nghe muốn đấm bãi trưởng. Nhưng mà Walt không phải là đạt gì nên là không đấm vợ. Ông dẫn Skyler tới chỗ chú Sáu. Phải nói là tôi cực kỳ ấn tượng về cách mà Walt chọn người. Tôi với bà có vẻ giống nhau đấy, tài giỏi và hư hỏng. Nhưng mà tôi không định xếp đâu nhá. Ba người ngồi xuống, chú Sáu lại chuẩn bị lôi mấy cái lọ ra để giải thích về chuyện rửa tiền. Skyler bảo là mình biết rửa tiền là gì. Spoiler là tập sau bà này ngồi search rửa tiền trên Wikipedia. Skyler muốn biết là Walt sẽ phải khai số tiền từ đâu ra. Chú Sáu có ý tưởng về một tiệm bắn súng laser cho bọn trẻ con. Anh đang đùa đấy à? Tôi có thể cam đoan là tôi hiểu về thuế hơn bà hiểu về chồng bà. Skyler từ chối nói với gia đình và bạn bè hay chính phủ về việc là Walt đầu tư vào một khu bắn súng laser. À, giờ chúng ta lại nói về thể diện à? Không muốn nghe tư vấn thì đóng tiền rồi đi về. Skyler đưa Walt về xem cái tiệm rửa xe có cái ông dùng bàn chải cọ xe chăm sóc lông mày, bảo ông chọn nơi này làm nơi rửa tiền. Walt tất nhiên phải hỏi qua luật sư của mình. Ông bị điên à? Không phải cứ mua bừa một tiệm là rửa tiền được đâu. Ông có biết cái gì xảy ra với thị trường chứng khoán năm ngoái không? Không. Đúng vậy, chúng ta không thể tin vào một thứ mà chúng ta không biết. Tóm lại là để rửa tiền cũng cần một người quản lý đáng tin cậy. Skyler xung phong. Anh tưởng em bận đi đi. Mà chúng ta ly dị rồi, đừng có dây vào chuyện này Skyler. Cơ mà hay chưa? Hóa ra là Skyler chưa hề ký giấy ly hôn. Với lý do vợ chồng không thể bị ép buộc làm chứng chống lại nhau, cuối cùng thì Walt đồng ý nghe theo Skyler. Nhưng mà chỉ khi ông được thường xuyên về chơi với con. Trở lại với Jesse, việc buôn bán không thuận lợi lắm do Walt đã nghi ngờ. Hay đúng hơn là biết cậu tuồn hàng ra ngoài. Vì rõ ràng là không phải chất gì cũng bốc hơi trong không khí được, số liệu có cả mà. Hàng đã tuồn ra khó rồi mà hàng tuồn ra cũng chưa bán được. Chửi hai thằng homie làm ăn như cái lờ. Jesse lại tiếp cận được An. Đang đá lưỡi đồ thì phát hiện ra An là single mom. Vậy là đúng như lời Walt nói từ phần trước, Jesse lại bắt đầu vướng vào một mối quan hệ thực sự. Ít nhất là cho tới khi An muốn làm một hit. Còn Jesse bảo cô là cái loại mẹ chả ra gì. Vờ lờ anh nghĩ mình là ai? 24 carat à?
Jesse kịp làm lành và cũng được biết về em trai của An, một cậu bé tên là Thomas, bị kéo vào một đường dây buôn ma túy khi mới lên 10 và cũng từng bắn người. Kẻ mà Thomas bắn chính là Bo. Jesse nghe xong liền tới thám thính xem kẻ lợi dụng trẻ con để hại thằng homie của mình là ai. Tình cờ thay, cô đào Wendy từng qua lại với Jesse cũng là khách quen của chúng. Trước khi định làm gì thì Jesse cũng rủ Walt tới quán bia để bán chuyện. Thôi thế là hơn Skyler rồi. Thực ra là Jesse muốn hỏi xin hạt thầu dầu để đầu độc mấy thằng lợi dụng trẻ con. Walt từ chối vì cho rằng điều đó không có nghĩa lý gì. Không cản được Jesse, Walt tới gặp chú Sáu, nhờ ông tìm cách cho Jesse vào ngồi tù hay là đi lao động gì đó để cậu ta bình tĩnh lại. Chú Sáu nhờ Doraemon, nhưng mà Doraemon thì là người của Gus. Biết Gus sẽ không vui nếu lại có vấn đề xảy ra trong khâu sản xuất, Doraemon khuyên Walt đừng có chọn biện pháp nửa vời. Và cũng đừng để một thằng nghiện ảnh hưởng tới công việc của mình. Ở nhà nghỉ, Jesse đang cố mai break để Wendy đầu độc đám kia. Sáng hôm sau, Jesse đang ngồi chờ hai tên kia đến thì bị Doraemon lôi khỏi xe dẫn tới chỗ Gus. Gus đã triệu tập tất cả người có liên quan tới để ba mặt một lời. Lão bảo Bo bị hạ là do cậu ta đăng nhạc rap không kèm lyrics và bán sai địa bàn. Tuy nhiên thì cả hai đều có lỗi. Gus đồng ý bỏ qua chuyện cậu định hại người của lão vì nể mặt Walt. Jesse cũng khá rén, nhưng mà việc sai trẻ con cầm súng bắn người là không thể chấp nhận được. Gus ra lệnh cho hai thằng kia không dùng trẻ con nữa. Thế là hòa bình đúng không? Không, cuối phần 3 rồi, đây là lúc để đẩy lên cao trào. Jesse đang nằm âu yếm với An thì hay tin Thomas đã bị hại. Ngày hôm sau, Walt không thấy Jesse tới chỗ làm, gọi điện thì thuê bao. Chuẩn bị ăn tối thì Walt xem được bản tin trên TV. Walt lập tức rời đi. Tại góc phố nào đó, Jesse là một hơi lấy động lực rồi cầm khẩu súng tới trước mặt hai tên đàn em của Gus. Chưa kịp làm gì thì Walt đã tới tông rúc một thằng và bắn tung sủ thằng còn lại. Walt bảo Jesse chạy đi. Tất nhiên là Walt sau đó có đối chất với Gus. Ông có 90 giây biện hộ trước khi bị treo cổ. Walt bảo mình chỉ giúp đỡ cộng sự. Jesse tức giận khi người của Gus sát hại cả trẻ con. Cậu ta đã sai khi không để Gus tự xử lý. Nhưng mà Walt bảo là mình nợ cậu ta nên là cũng không thể không giúp. Giờ thì cậu ta trốn rồi. Gus có hai lựa chọn: thủ tiêu Walt và tìm xử luôn Jesse, rồi lên hỏi ChatGPT cách nấu mai thúy. Không kinh tế lắm. Phương án còn lại là bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục làm ăn. Gus đồng ý phương án 2, tuy nhiên vẫn âm thầm lệnh cho Doraemon tìm kiếm Jesse. Doraemon tới gặp chú Sáu, hứa là sẽ xếp đủ chỗ xương chân của ông thành chữ đặc quyền thân chủ luật sư. Chú Sáu đành phải viết ra địa chỉ của Jesse, thứ thực chất chỉ là giả để đánh lạc hướng. Hôm sau Walt lại tới xưởng, anh bạn khoai tây đã được đưa trở lại, đồng thời có người túc trực 24/7. Thái độ của Gale vẫn khá ôn hòa, bày tỏ muốn học tập Walt, chủ yếu là do trước đó Gus đã bảo anh này cố học công thức của Walt để khi Walt nghèo thì có thể tiếp quản phòng thí nghiệm. Cả Walt và chú Sáu đều bị theo dõi, hai người dẫn nhau tới nơi mà là kế hoạch rửa tiền ban đầu. Jesse thực ra đang trốn ở đây, chú Sáu cay vờ lờ, chả kiếm được đồng nào mà cứ bị dọa bẻ chân. Người dễ mất mạng ở đây hơn là Walt. Ông đã biết Gus đang muốn thay Gale vào vị trí của ông, giờ chỉ cần một cái gật đầu của Gale là Walt có thể mất mạng. Nếu mà giờ muốn sống ấy thì chỉ còn cách thủ tiêu Gale. Walt muốn nhờ Jesse, nhưng mà thanh niên thiếu hơi trẻ con thì lại rén. Thế là Walt chỉ nhờ cậu tìm ra địa chỉ của Gale, tại vì ông lúc nào cũng bị theo dõi. Jesse nhanh chóng tìm được. Walt chưa kịp rời nhà để ra tay thì đã bị gọi tới xưởng. Nhận ra mình sắp bị thủ tiêu, Walt bảo sẽ khai ra vị trí của Jesse, hoặc tốt hơn là gọi cậu tới gặp lão. Nhưng mà thay vì kêu cậu tới, ông bảo cậu hãy thay mình xử Gale. Giật cái máy điện thoại, nghe Walt đọc địa chỉ của Gale là Doraemon biết quả này ăn lờ rồi. Người của Gus rời đi nhưng mà Jesse đã tới trước, nhấn chuông cửa nhà Gale và biến khoai tây thành khoai sọ. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong phần 3. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ hai phần tiếp theo. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.